Tại Khánh Hòa, công an tỉnh này vừa tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thái, 21 tuổi, ở xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, về hành vi chém chết ông Nguyễn Văn Trốn, 63 tuổi, trú cùng địa phương. Trước đó, trong đêm 10 tháng 8 vừa qua, ông Trốn nằm ngủ ở trước hiên nhà. Khoảng 4 giờ sáng ngày 11 tháng 8, vợ ông đi ra và phát hiện chồng mình đã tử vong, vật dụng trong nhà có sự xáo trộn. Sau hơn 10 giờ điều tra, cơ quan chức năng đã xác định và bắt giữ Thái. Bước đầu, Thái khai nhận đột nhập vào nhà ông Trốn để trộm cắp. Do bị phát hiện nên đã dùng dao chém vào vùng gáy ông Trốn khiến nạn nhân tử vong. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.